sau chức vô địch Copa America, Argentina tiếp tục chơi thông hòa ở vòng loại World Cup hành 2022 với mục tiêu sớm có được tấm vé tham dự vòng chung kết tại Qatar vào năm sau. Sau khi bị cầm hòa trên sân Paraguay với tỷ số 0-0, thầy trò huấn luyện viên Scaloni đã sớm khẳng định lại vị thế ông lớn khi đè bẹp kình địch Uruguay 3-0 khi được trở lại sân nhà hồi cuối tuần vừa rồi. dưới thầu huấn luyện viên Scaloni, Argentina đang dần thay đổi. Trở thành một đội bóng khát cao chiến thắng hơn Với những toàn tính thực dụng hơn Điều đó được thể hiện với chiến thắng trước Uruguay Anbisilete tấn công đẹp mắt và hiệu quả Không còn phụ thuộc quá nhiều Vào khả năng định đoạt trận đấu của Messi Hồi sau 34 tuổi Khi bàn thắng mở tỷ số Hai pha lập công còn lại Được thực hiện nhờ công của Depol và Martinez Với phong độ thăng hoa trong thời gian qua Việc tiếp đón đối thủ yếu Peru Sẽ là cơ hội không thể tốt hơn Để Messi và các đồng đội có thêm 3 điểm Phía bên kia Peru đang cho thấy sự sa sút đáng báo động. Vị trí thứ 7 với 11 điểm sau 11 vòng đấu đã phản ánh đúng thực lực của đội tuyển nước này. Ở trận gần nhất, Peru để thua cả Bolivia 0-1. Lối chơi thiếu sức sống và dễ mắc sai lầm sẽ khiến Peru khó có thể ra về với một kết quả tích cực trên sân của Argentina. Ngoài sự thiếu vắng của Dybala và Aguero, những cầu thủ không thường xuyên được đá chính, huấn luyện viên Scaloni vẫn có đầy đủ những trụ cột trong đội hình nhưng vấn đề hiện tại của Argentina chính là thể lực của các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu khi lịch thi đấu của họ quá dày đặc. Ngoài sự thiếu vắng Carillo vì chấn thương dài hạn, huấn luyện viên Gareca còn không có cả sự phục vụ của Tchouco bởi án treo giò, cũng như có thể cả Sergio Pena, tiền vệ đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương. Trong năm trận đối đầu gần đây, Argentina thắng 3 và hòa 2 trước Peru. Phong độ của đội chủ nhà đang thăng hoa với mạch 5 trận bất bại trong đó có 4 chiến thắng. Trong khi đó, Peru thắng 2 trận, thua 2 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Argentina đang duy trì được chuỗi trận bất bại của mình và thể hiện được phong độ khá tốt. Đội bóng của huấn luyện viên Scaloni đang nắm giữ nhiều lợi thế và với mức kèo chấp là một đứt, người chơi hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào cửa trên ở kèo chấp này. thế trận chặt chẽ và không thiếu sự thực dụng là điều đã được dự báo ưu thế của Argentina rất rõ ràng tuy nhiên với những gì họ đã thể hiện tỷ số sẽ không có quá nhiều bàn thắng Xỉu sẽ là lựa chọn ở kèo này dự đoán của thể thao văn hóa Argentina Peru 2-0